Bác Ba ạ, hôm nay cháu sang đây là cũng có chuyện muốn nhờ bác giúp ạ. Bác biết hôm nay cháu sang đây là nhờ bác giúp cháu chuyện gì. Thế nhưng bác không giúp được cháu đâu. Tốt nhất á, cháu về bảo với chú cháu là đi ra đầu thú đi, may ra thì được giảm án. Đằng nào thì chú ấy cũng là máu mủ ruột già với nhà cháu. Bác xem có giúp được anh em cháu không ạ? Gì thì bác có thể giúp được cháu, nhưng riêng chuyện này thì bác vẫn giữ nguyên quan điểm như thế. Bác không thể là người đồng lõa với lão Bất được. Nhưng mà chú Bất cũng đã chủ động bồi thường cho anh em cháu rồi ạ. Nhà cháu cũng sẽ đi rút đơn. À đúng rồi, chú Mạn, chú ấy cũng bảo sẽ không đi tố cáo nữa bác ạ. Tốt nhất bây giờ ấy, cháu về cháu bảo thằng Mộc viết một cái đơn xin giảm án cho lão Bất, hiểu chưa? Còn bây giờ bác cũng phải sang bên đấy xem lão ấy như thế nào rồi động viên lão ấy một tí nhá. Dạ vâng ạ, thôi cháu về đây, cháu chào bác ạ. Ừ, về đi. Bà Vy ơi, ra trong quán nữa, tôi ra ngoài này có tí việc nhá. Ai dù, ui, không biết là cái thằng khốn nạn nào nó ném mảnh sành vào cái bới cây này không? Quay lạ, vừa nhìn thấy có bóng người đây cơ mà. Mà bóng người giống lão Bất thế chứ này. À đấy, nhắc đến lão Bất mình mới nhớ. Đi sang nhà chả thấy đâu, đi đâu từ sáng rồi. Hả? Cháu đi tìm bà Lực á? Thế được rồi. Để bác sang nhà thằng Mộc thì xem có bố cháu bên đấy không nhá. Ôi giời. Ôi giời ơi. May là quả dép của mình nó dày, không quả đấy dẫm vào cái mảnh sành kia có mà đứt chân rơi mà đi. Cái thằng ba già này rất là nham hiểm, nó định tống mình đi tù để nó giữ đương chức trưởng thôn của nó, để không ai động được đến chức trưởng thôn của nó. Láo thật. Thằng chó kia, đứng lại, mày chết. Ui. Mày đứng lại. Mệt quá. Thằng chó kia, mày nơi nào đến đây định đến làng tao để hành người à? Đứng lại. Ôi, dẫm ngay mà cứt rồi. Ui, con trâu nào nó vô ý thức nó lại ỉa ra đây chứ lại. À, tao bắt được mày rồi, tao chọ mày. Mày là thằng nào? Sao đến làng tao? Ngửa mày lên. Ông Bất, sao lại là ông? Ông bà, ông định chơi tôi đúng không? Hả? Chơi cái gì mà chơi? Ông thử xem lại ông xem. Chùm hết kín mặt, ăn mặc thì chả đâu vào mới đâu cả. Xong rồi ôm cái túi này thì tôi cứ nghĩ là trộm như... Trộm cái tông môn nhà ông ạ? Tôi ăn mặc như nào, tôi đeo cái gì, tôi cải trang cái gì, kệ nhà tôi, việc của nhà ông à? Ồ hay. Ừ thì đành rằng không phải việc của nhà tôi. Thế nhưng mà đùm núm thế này xong lại thậm thà thụt định bỏ trốn bỏ chạy à? Này, thằng này việc gì phải trốn hả? Thằng này việc gì phải chạy hả? Ông đừng có mà nhiều chuyện. Thế đi đâu? Tôi đi tìm bà Lực nhá. Bà Lực bà đi mấy tháng nay chưa về rồi. Tôi gọi suốt cả ngày không nghe một cuộc nào cả. Nên tôi đi tìm bà ấy. Thôi. Tôi thì lạ gì tính ông. Đừng có mà chém gió nữa. Tôi biết thừa thằng Mạnh nó đi tìm bà Lực rồi nhá. Kinh nhờ. Ông ấy đúng như kiểu là ăn cơm nắm nằm gậm giường nhà tôi ấy nhờ. Chuyện gì nhà tôi ông cũng biết. Đấy là trách nhiệm của tôi. Hiểu chưa? Tôi là trưởng thôn. Tôi phải nắm tình hình trong làng trong xóm như thế nào để còn giải quyết chứ. Mà này, tôi thấy cũng lạ đấy. Người ta mà có đi trốn á, thì người ta lựa lúc đêm hôm, rồi thì tờ mờ người ta đi trốn. Đây ông thì giữa ban ngày ban mặt đi trốn này. Này, tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Các cụ ngày xưa có câu á, biết thì thưa thớt, còn không biết ấy, thì liếm thớt. Không biết thì dựa cột mà nghe nhá. Ông biết thì ông hãng nói. Này, tôi trốn mãi thằng Mạnh ấy, thì mới bỏ để đi trốn được ấy. Cái gì nhỉ? Đây. Chưa khảo mà đã sưng nhá. Rồi bây giờ như thế này, không có dài dòng văn tự nữa.
theo tôi lên xã đầu thú, hiểu chưa? Thôi, tôi nói này ông ba, tôi bảo này, dù gì tôi với ông cũng là tình cảm hàng xóm láng giềng, tôi chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít ấy. Tôi và ông đổi bản thân rất thân, niềm thân ái thắm thiết khăng khít bền lâu. Thôi, ông tắt ngay cái loa rẻ đấy, nhức cái cá tài. Thôi thì coi như là hôm nay ông quất mắt trông coi đi, ông coi như là không gặp tôi đi. Không được. Đây. Đấy, thôi thì của ít lòng nhiều, ông cầm lấy hộ tôi. Chứ bây giờ nhà ông phải thương tôi cái thân già bệnh tật ốm đau này mà vào tủ của tôi mà chết rũ tủ trong đấy á, là tôi về tôi ám ổng đấy nhá. Cứ đi. Cầm lấy, ông định hối lộ tôi đấy à? Tôi đã bảo không được là không được. Lên phường, còn chưa? Này, thế tôi hỏi ông nhá, bây giờ ông muốn như thế nào thì ông mới thả tôi đi hả? À, sáng nay á, con dã quỳ có sang nhà tôi năn nỉ để tha cho ông rồi. Thế á? Thế mà ông không nói sớm từ nãy làm anh em mình mất việc ấy, thì thôi cho ông tôi đi đấy. Ê, tôi có nói là tôi đồng ý đâu. Dù gì á thì ông cũng phải trả giá cho sai lầm của mình nhá. Này ơi ông ba ơi, là ông ba ơi. Này, tôi có chết đâu mà ông khóc rồi thế. Tôi nhầm. Ôi giời ơi ông ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lại ông đấy. Ông tha cho tôi đi được không? Chứ ông đừng bắt cái thân già này vào tủ ốm đau bệnh tật mà lại cần mấy cái thằng nhiều mực nó đấm cho tỉ. Không còn miếng mồm nào để ăn nữa ông ba ơi, là ông ba ơi. Này, tôi nói cho ông ạ. Với cái tội danh của ông á thì chắc chắn là khởi tố hình sự chứ không phải đơn giản đâu nhá. Nghĩa là tôi phải tù mọt không à ông ba? Chứ còn sao nữa. Thế nhưng mà nếu ông bồi thường thiệt hại được cho anh em thằng Mộc với cả anh em nó mà có viết cái đơn bãi nại cho ông thì cũng được giảm khớ án đấy. Thế à? Ôi giời, nhưng mà ông ba ơi. Sao? Anh em nhà thằng Mộc thì nó còn nể tình, nó còn thương tôi. Thế nhưng mà cái thằng trả mạng ấy, cái thằng đấy nó lại đang đòi kiện tôi cái tội là vu oan cho nó, làm ảnh hưởng đến danh dự của nó nữa kìa. Tôi nói thật với ông nhá, ông cũng đầu hai thứ tóc rồi đấy, khóc lóc như trẻ con đấy. Nhìn chán đời không? Cái gia quỳ nó kể với tôi rồi, nó thuyết phục được chú Mạn là không kiện cáo gì ông nữa. Thế á? Nhưng mà tôi vẫn sợ ông bà. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến đi tù tôi run lắm. Khả năng là tôi vẫn phải trốn. Ông nghĩ ông trốn được mãi à? Thế nào mà chả trốn được nhá. Bây giờ tôi là tôi sẵn quần áo đây rồi. Tôi bắt xe lên biên giới trên Tây Bắc. Tôi ngược một phát sang tàu luôn. Nhảy một phát qua biên giới sang tàu luôn. Này, tôi nói ông là tôi biết đầy tiếng tàu. Qua nỉ thi tỉ bố chê bê chỉ giảng thầm San ta bô điện thi tỉ bố chạy chi chi giảng thầm Vinh Chiêu Linh. Ông có vẻ là xem phim tàu quá 180 phút rồi đấy. Tôi nói cho ông biết này, bây giờ camera thì gắm đầy đường. Ê, công an Việt Nam thì hơi bị giỏi đấy nhá. Ông có trốn được không? Họ mà bắt được ông về tội ông còn nặng hơn ông tưởng. Thôi tóm lại là ông thả thì tôi đi đi, ông lắm chuyện quá. Ê, bây giờ ông bỏ trốn như thế, thế ông không nghĩ cho thằng Mạnh với bà Lực à? Thế thằng con ông nó ra đường nó có dám nhìn mặt ai nữa không? Bà Lực bà cô đơn lủi thủi cả cuộc đời còn lại à? Bà đi suốt bà có về đâu, còn thằng Mạnh thì tôi... Nói thế mà nghe được à? Tôi cái gì mà tôi? Thôi, nghe tôi bảo đây này, đi với tôi ra đầu thú đi. Cùng lắm thì cũng chỉ đi vài năm thôi, xong thì về ngẩng cao đầu lên mà sống. Mà kia, nhớ ông có trốn được thật đi, hê, vết nhơ nó theo cả đời, mang tiếng cả dòng họ nhà ông chứ có ít gì đâu. Nhưng mà bà này, chuyện nó thật với ông là tôi sợ đi tù lắm. Tôi biết lỗi của tôi rồi ông bà ơi. Như trẻ con đấy. Đi rồi. Đi. Tôi về thái quần đã. Không cần đi. Thái quần rồi. Alo. Xin thông báo với toàn thể bà con, qua điều tra và xác minh của cơ quan công an, vụ án mất trộm 100 triệu đồng của cháu Mộc đã có kết quả. Thủ phạm là ông Bất ở làng phố. Ông Bất đã nhận tội do ông Bất đã chủ động bồi thường thiệt hại, tự giác ra đầu thú với cơ quan công an.
Và nạn nhân là cháu Mộc cùng với chú bạn đã xin giảm nhẹ án. Vậy nên ông Bất sẽ được hưởng án treo theo quyết định của tòa và được bàn giao về địa phương để quản thúc. Xin hết. Ôi giời ơi, nghe máy đi. Từ sáng đến giờ gọi bao nhiêu cuộc rồi không nghe. Vợ mới chả con buồn cười thật ý. Đi du lịch không biết đường mà về. Tháng trời rồi chồng con ở nhà sống hay chết cũng không biết. Du mới chả lịch cái gì hay là đi mới dài rồi chứ chả du mới chả lịch. Ôi giời ơi, nhục quá là nhục. Nhà thì bao việc. Nghe máy đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao số tôi nó lại khổ thế này. Cái bà Lực này. Hay là bà nghe tin tôi phải mắc án tù nên là bà ngại xấu hổ mà không dám về à bà Lực ơi. Cái thân già này lo kiếm tiền cho ai? Lo kiếm tiền cho ai tiêu đấy? Chú Bất! Chú Bất ơi! Chú làm sao đấy ạ? Chú tỉnh lại chú Bất! Chết rồi! Chú ăn một chút cháo cho khỏe đi ạ. Kìa chú, cũng đã một tháng nay chú không ra ngoài rồi. Chú phải ăn vào thì người mới khỏe được chứ. Dạ Quỳ này. Dạ. Cháu xem làm thế nào gọi Tím Lực về giúp chú với. Chú Tím mới đi lâu quá rồi. Dạ vâng ạ. Bây giờ chú cứ ăn cho khỏe đi. Cháu sẽ gọi Tím Lực về cho chú ạ. Thật nhá. Dạ vâng. Mà sữa cháu để ở đầu giường đây. Khi nào đói thì chú lấy chú uống nhá. Nào chú, cố gắng ngồi dậy ăn vài thìa cháo đi ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mày giờ vừa vừa nhá, mày lại sang hầu nó mất đúng không? Bố ơi con hầm này, thế lúc ông đấy sẽ xịt lợi nhà mình rồi trộm tiền của tao, có coi nhau là người thân không? Mày cứ lo chuyện báo đồng. Anh á, dù gì anh em mình với chú Bất cũng là ruột thịt của nhau. Mà thằng Mạnh nó còn sang nhờ em như thế, em bỏ mặc chú ý sao được? Này nhá, bố ai thì người đấy chăm nhá. Cái thằng Mạnh đấy nó chỉ lấy cớ đi mua thuốc tìm bà Lực để trốn chăm sóc ông Bất rồi nhá. Thằng ấy nhìn rất thật thà nhưng rất lươn lẹo nhá. Anh ấy, anh chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi. Thế lúc anh bị bọn xã hội đen nó đánh, nó đòi tiền, ai là người cứu anh? Anh không nghĩ đến à? Thì coi như nó bận thật đi. Mà mấy ngày hôm nay nhá, mày sang bên đấy, cơm nước ở hầu hạ giặt rũ, khác gì có người ở không? Mày phải tính công đấy. Nói như anh thì khi nào anh ốm nằm đấy nhá, em chăm anh, em cũng tính công. Này nha, tao cần đích chỉ mày, tao có vợ tao lo rồi nhá. Ôi giời ơi, anh mà không bỏ mấy cái tật xấu của anh đi á, có chó lấy. Nữa, mà thôi, đằng nào cũng thế, anh với em sang bên đấy xem chú Bất thế nào. Sang một tí thôi đấy. Ta còn phải đi oánh gà với bọn đông. Suốt ngày. Chú uống đi ạ. Ôi trời ơi. Chú không uống đâu. Mấy hôm nay mồm nó nhạt như nước lã, không muốn ăn uống gì. Chú cứ uống hộp sữa vào cho nó lại người. Chú mới ốm mấy hôm mà da rẻ xanh xao quá chú ạ. Ôi trời ơi. Thì xanh là xanh thế nào? Xanh làm sao mà tờ lắp trong nhìn được? Chú là chú cầm nhiều tiền quá là xanh đấy. Anh bảo, anh có thôi đi không? Chú Bất đang ốm đấy nhá. Chú Bất của mình nó làm sao đâu mà anh phải lo. Chú mình da dày thịt béo lắm. Gió độc có tạt qua gục vài hôm thôi. Người bình thường nhá, nhẹ thì méo mồm, lặng thì tai biến ăn đất rồi. Làm gì có sữa đâu mà hút. Anh Mộc, anh quá đáng lắm rồi đấy nhá.
Thôi, cháu cứ để cho thằng Mộc nó nói. Nó nói đúng rồi đấy. Kể ra bây giờ chú chỉ mong có người nói với chú như thế để cho nó đỡ buồn thôi, chứ chẳng cần thiết cái gì nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, chú nhục lắm rồi các cháu à. Mà chú không hiểu tại sao lúc đấy chú lại ngu dại đến mức thế là cùng. Bây giờ chẳng còn nhờ vào ai được ngoài các cháu nữa. Ôi trời ơi. Thôi chú ạ. À, chắc là Mạnh nó lên viện mua thuốc, cũng phải chiều mới về đấy. Bây giờ cháu xuống nấu cơm, trưa chú cháu mình ăn cơm chú nhá. Mộc. Rồi, chú nghỉ ngơi đi, cơm chắc chắn cháu phải ăn rồi. Tốt rồi. À mà này, mày cầm lấy mấy đồng mà đi chợ này giã quỷ mấy hôm mày cứ mua suốt đi. Dạ thôi chú ạ, cũng không đáng là bao nhiêu đâu ạ. Thôi cháu đi chợ đây, anh ở đây vì chú bất nhá. Nhiều khi nghĩ không biết con giã quỷ đấy phải em gái mình không, ngu muối dần người khác. Trước đây chỉ cần là mình. Nó với cái thằng Mạnh nhà tao mà không có cái tính chịu thiệt về mình á, cái tính đi giúp đỡ người khác á, thì họ nhà mình đã giàu rồi. Nhưng mà được cái giúp đỡ người khác thì cũng được cái vẻ vang cho dòng họ cháu ạ. Thế họ nhà mình chưa đủ vẻ vang à chú? Nhiều khi nghĩ mà buồn. Nhà có hai ông chú thì một ông thì cũng dán sành ra mớ, một ông thì suốt ngày lát chút ngày rượu. Ôi cái thằng, mày cứ nói hai chú là thế nào mà. Mà chú thì chú đã nhận sai rồi, mày cho chú xin lỗi. Chú thì xin lỗi nhiều rồi, tiền nợ cũng xin xóa rồi. Nhưng mà đấy là không phải trách gì, chứ cháu cũng sơ muối được gì đâu, mà lỗi mới chả làm. Này, mày đừng có bảo không sơ muối được gì mà mang tiếng đầu hồ ra nhá. Cái đợt bóng đá uôn cúp đấy mày chả vớ của chú mấy chục đấy là còn gì. Ừ hay, chú buồn cười. Cái hôm đấy á, là do chú Chiến chú đã lộn thôi. Chứ cháu có kề dao vào cổ bắt chú chơi đâu. Chú thảm chú thầm như sao. Thôi được rồi, thì là chú tham, chú sai. Giờ chú muốn chuộc lỗi, nhưng mà không biết là mày có nhận hay không thôi. Ê, chú định cho cháu tiền à? Bao nhiêu đấy? Sử bố nhà anh ấy cứ nhắc đến tiền mắc sáng như cái đèn pin đấy. Chú có tiền đâu. Đợt vừa rồi đi viện, thuốc thang, viện phí hết. Rồi lại còn cái vụ án trèo kia nữa. Lại phải đi lại chè thuốc để cảm ơn người ta. Giờ có còn đồng nào đâu. Thế mà vừa lấy mày đặt này, đưa tiền cho cái giá quỷ đi chợ. Cháu là chú cả bịch luôn đấy. Mộc này, chú cũng định là sau này khi mà khuất núi ấy thì viết di chúc, để lại cho mày một ít đất cát, để anh em còn bảo ban nhau, nương tựa vào nhau mà giữ lấy đất cát của ông cha. À, thế mà mày không lấy thì... Ấy, cháu bảo cháu không lấy bao giờ. Nhảy thế. Nhưng mà chú bảo này, tiền đấy á thì tiêu lúc nào cũng hết. Cái quan trọng á là mình phải biết tính toán làm ăn, để tiền lại đẻ ra tiền Mộc ạ. Đang nói chuyện gì chúc chú nhỉ, sáng ngay đạo đức được. Dạng này mà tao nghe hình như là có tiếng của cái con dã quỷ nó về à. Tao thấy nó vừa mở cổng nên mày đi ra xem nó thế nào. Chứ có nó thì chú cháu mình nói cái chuyện đấy nó không hay. Thôi được rồi, để cháu xuống xử lý cơm nước. Chuyện này nói xong nhé. Ừ được rồi, những cái chuyện gì chúc nói sau nhá. Nhìn nó cơm con. Ê con kia, mày đi đâu ấy? Em lên vườn hái rau. Thế mày định cho chú cháu tao ăn cơm chay à? Thịt cá đâu? Ôi giời, anh không phải lo. Nãy đi chợ em có mua con gà rồi, một nửa để luộc, còn một nửa để hâm cho chú bất. Được, mày cứ biết tính toán đấy. Nhưng mà sau này mày lấy chồng, mẹ chồng mày có hỏi tiền đi chợ thế nào thì mày trả lời ra làm sao? Thì đi chợ hết bao nhiêu em trả lời như thế chứ còn sao nữa. Ui giời ơi, thế thì mẹ chồng mày á trả mày về lên sản xuất ngay. Đáng ra mày phải nói như này này. Mẹ à, hôm nay con đi chợ, thịt lợn hơi đắt, 500 nghìn một cân, con mà cả xuống còn. Thôi đi ông tướng ạ, anh chưa nói hết câu, em đã thấy điều rồi đấy. Ý giời. Dạy cho mày mẹ còn chê. Sau này nhá, bị trả về nhá, tao nó không nhận đâu đấy. Mà thôi, đi nấu cơm ấy, tao đi bóp vai chú bất đây. Ghê, bóp vai chú bất cơ.
Chú chú cháu mình bàn tiếp một chuyện gì chút chú nhỉ? Thì đấy, chú, ý chú muốn nói với mày ấy là mày bây giờ mày phải tập trung làm ăn kiếm tiền làm giàu thì chú mới yên tâm giao tài sản cho được. Ai ui, mày bóp nhẹ cái bóp thế thì gãy cả chân chú. Nhưng mà chú nói thì dễ lắm nhưng mà làm thì khó. Chú xem ở cái làng này có nghề ngống gì đâu làm giàu được. Thì chú vẫn đang vẽ đường cho mày đấy còn gì nữa. Mà cái vụ thu mua sữa cho công ty mới đấy là chú vẫn quyết tâm làm ấy. Nếu mày làm theo chú ấy, sau này tiền không phải nghĩ. Thôi rồi rồi, có gì chú gọi cháu. Đằng nào ấy chả kiếm tiền để lấy vợ. Thằng này thế mà khá ấy. Này, nghe theo chú nhá, chả mấy chốc mà có nhà, có xe, có tiền lấy vợ, mà cần có của ăn, của để nữa đấy. Hợp lý không? Chú nói hợp lý. Bóp từ chú đi á, là đưa chú quả quýt á. Ê, chú dùng ấy. Cái dạ quỷ nó mua khéo tay quá. Em gái cháu mà.